chào quý khán giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đẩy dân miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương. Họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc, cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ. Cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên chiếc thuyền chở 42 người xuất phát từ Rạch Sỏi vào tháng 5 năm 1979, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp hai tàu hải tặc Thái Lan tấn công, cướp của và bắt phụ nữ Việt Nam trên thuyền. Thì đúng lúc có một thương thuyền của Singapore xuất hiện kịp thời và hải tặc Thái Lan rút lui. Câu chuyện có tiêu đề Hành trình vượt biển Đông, tác giả Kim Oanh. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Đến trại vào buổi chiều, nơi đây có phái đoàn Mã Lai trưởng trại, thông dịch viên tiếp đón. Được biết đây là trại tị nạn Cheriton. Tất cả sẽ được cấp liều cho tạm trú, thực phẩm khô, được hội đồng thập tự tiếp tế. Một tháng được thêm một phần thịt, rau tươi. Sẽ có các phái đoàn từ các quốc gia trên thế giới đến mở hồ sơ phỏng vấn và cho đi định cư ở nước thứ ba. Tôi như người đi trên mây, chỉ biết khóc, khóc vì sung sướng, khóc vì biết mình đã được tự do. Trại Cheriton là một xã hội mới, một xã hội thu nhỏ trong cộng đồng người Việt ly hương, cục bom chen, cục cạm bẫy, cám dỗ. Tuy nhiên, bên cạnh những người xấu cũng có những tấm lòng nhân hậu vị tha. Chờ nhóm buổi sáng, ban đêm có quán cà phê, ca nhạc, có trường dạy học sinh ngữ, trường học được lập ra cho mọi người. Ai muốn có chút vốn liếng ngoại ngữ để định cư ở nước thứ ba, học cũng để quên đi thời gian, quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Công lao này cho các anh sinh viên, học sinh xuất thân từ trường Bạch Trực Ký, Ta Bốt, Phú Thọ. Họ xin cao ủy tị nạn các dụng cụ học đường như sách, tập viết, phấn và bảng đen. Các anh dừng lớp, đóng bàn học và thay phiên nhau dạy các lớp buổi sáng và buổi tối miễn phí. Việc làm thiện nguyện của các anh thật cao quý. Liều chúng tôi được dựng trên một nơi trước kia là bãi rác nằm cạnh bìa rừng, chung quanh trại rào dây kẹp gai. Có những đêm đang ngủ, tiếng lá thất thanh, có rắn, bọn tôi nằm bất động, rắn bò ngang mình từng đứa, bọt mồ hôi hột. Thế mà thức trắng đêm vì sợ, có lần bị con rết kẹt nhức nhối. May có các cụ người Hoa tốt bụng dùng tỏi và đắp cho tôi qua cơn đau. Đêm nào mưa thì như đêm ấy ngủ ngồi, nước ngập từ bạt rác xông lên nồng nặc mùi hôi thối. Dần dần có thêm điều kiện các anh trong tàu đắm sạc cao để tránh rắn rết. Trải qua những ngày dài khổ khổ vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ còn kẹt ở Việt Nam, không sao nhận tin tức cho gia đình,
là tôi đã bình yên. Khi có người ra đi định cư nước thứ ba, tôi cũng như bao người vội vã viết vài lời nhắn gửi cho thân nhân, nhưng rồi cũng vô vọng. Nguyên, Hồng, Liêm, ba chị em được phái đoàn Canada nhanh chóng chấp nhận, vì ba Nguyên làm hạ viết chì Pacific ở Biên Hòa. Ba chị em đã từ giả tôi đi Canada rất nhanh, còn lại một mình tôi đã cố gắng sống, sống trong buồn bạc cô đơn, cuộc sống khó khăn, sống thật bơ vơ. Tôi phải chống chọi với đời bằng đôi tay nhỏ bé và yếu đuối của mình. Tuy khổ, nhưng lúc nào tôi cũng cố giữ lòng trong sáng. Tôi tự nhắc nhở với chính mình, khổ đã quá nhiều, tại sao chỉ còn gắng tức mà không vượt qua được hay sao? Sau khi ba chị em Nguyên ra đi, tôi xin các anh đóng cái sạp riêng cho tôi, vì hai cô bạn đi rồi, không còn ai nằm hai bên che chở cho tôi. Thế là tôi có một gian sang riêng, bề ngang nửa mét, bề dài 1,5 mét. Mỗi tối sáng tôi thức dậy sớm, xuống gần bờ biển tập thể dục, các bác người Hoa, hay tập bài tai chi. Trưa thì đi cùng các tổ đi làm vệ sinh phòng tắm nữ. Thời gian bạn bè bên nhau trong trại Charlton, hàng ngày được nghe và nhắc nhở đến những kỷ niệm nơi quê nhà dấu yêu. Tất cả những kỷ niệm ấy lúc nào cũng đẹp. Những câu chuyện hay, những kỷ niệm đẹp đều bắt đầu bằng hai chữ ngày xưa, đã được nhắc đến một cách thiết tha và u hoài, không ai có thể quên. Vì những nhớ nhung ấy, những người đến trước đặt tên trong trại tị nạn Charlton, như những khu vực là Sài Gòn, Chợ Lớn, và tới những con đường tự do Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Chương trình dạy anh văn được rút ngắn, mỗi tối tan học về cùng các bạn nghe kẻ radio, tin tức đài BBC hay VOA. Tôi thường khóc một mình khi nghe được tiếng hát Khánh Ly, Lệ Thu, Evit Phương, những bài hát nghe nhớ nhà, đứt ruột. Đó là hai chữ mà ngày xưa tôi thường nghe ba má tôi nói. Tôi không hiểu thế nào, nhưng bây giờ đã hiểu thấu thế nào là đứt ruột. Một sáng tinh mơ, khi trời dịu mát, sau khi tập thể dục xong, tôi lang thang đến văn phòng thông tin, cũng như bao người có mặt nơi đây, dò xem danh sách những người có thân nhân đi tìm. Tôi không tin vào mắt mình. Tên tôi rõ ràng từng nét ngày xanh sổ tàu, có thư bộ đàm. Tôi như người điên la thật to và nhảy tung tăng mừng rỡ. Khi bình tĩnh lại, chung quanh mọi người đều cười về sự vui mừng trong thực ngây ngô của tôi. Họ đã đồng cảm, chia sẻ với niềm vui mà tôi đang có. Đó là lần đầu tiên những thư từ Úc của hai chị tôi gửi sang, kèm theo cái check $100 tạm thời chưa sử dụng được vì không có nơi để đổi tiền. Nhưng điều quan trọng vào lúc này là lá thư của hai chị. Nó có ý nghĩa như là bùa hộ mạng để chứng minh khi tôi gặp phải đoàn Úc sau này. Thời gian chờ đợi chậm chạp trôi qua, tôi được phải đoàn Mỹ và phải đoàn Pháp phỏng vấn. Nhưng tôi không khai có anh ở Mỹ và có cô ở Pháp. Tôi muốn đi Úc vì đa số chị đều ở Úc theo quy định của các ủy tị nạn Liên Hợp Quốc dạo ấy. Ai muốn chờ quốc gia mình muốn đến bốc đi định cư thì ít nhất phải có hai quốc gia khác đóng dấu, khước từ và hồ sơ. Tôi đã có đủ điều kiện vì phải đoàn Mỹ và phải đoàn Pháp đóng dấu, khước từ. Hai tuần sau, phải đoàn Úc đến trại phỏng vấn. Tôi không có tên trong danh sách phỏng vấn vì thứ tự hồ sơ chưa đến. Phải đoàn sẽ làm việc 4 ngày và 3 tháng sau họ mới trở lại trại lần nữa. Những người có kinh nghiệm cho biết, nếu phỏng vấn nhanh, đôi khi họ bổ túc thêm danh sách. Với ý chí cương quyết và tinh thần nhẫn nại, tôi không đầu hàng số phận. Tự nghĩ mình phải làm sao như thế nào để được vào phỏng vấn. Thế là một buổi sáng,
Tôi đều đứng chờ ngoài văn phòng phỏng vấn, chưa đến giờ nghỉ. Tôi vội chạy về ăn qua loa, rồi đến văn phòng tiếp tục chờ. Trên tay tôi luôn có lá bùa hộ mệnh, hồi hộp chờ đợi. Nhưng nghĩ lại, tôi chờ ai đây và chờ điều gì, trong khi tên tôi vẫn chưa được niêm yết. Tôi chỉ biết cầu Phật trời và ông bà ban một phép nhiễm màu cho tôi. 3 ngày trôi qua, hết giờ làm việc, tôi buồn thiu lặng lẽ ra về. Mấy đứa cùng chuyến tàu cứ chọc: "Đừng lo nữa chị ơi, chờ đi theo diện hộp rác với tụi em tôi vui." Đến ngày thứ tư, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Danh sách ngồi chờ phỏng vấn vẫn còn. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn cương quyết không bỏ cuộc. Tôi khẩn nguyện ơn trên giúp đỡ cho tôi niềm tin và hy vọng cho đến giây phút cuối cùng cuộc phỏng vấn kỳ này. Bọn một trận mưa thật lớn trút xuống, mọi người chạy tán loạn, riêng tôi vẫn đứng yên chờ đợi. Bị ướt cả người, vốn mạnh mai yếu đuối, tôi đã tự họp không biết điều gì đã thúc đẩy tôi có một sức chịu đựng thế này. Có lẽ đó là niềm tin mạnh liệt trong tôi được đức tin này là nhờ ba mẹ tôi từng kể lại. Những tháng năm dài chạy loạn từ thời pháp thuộc cho đến từng màu thân và biển cổ năm 1975, ba mẹ tôi đã chịu đựng không biết bao gian khổ, khó khăn để 10 đứa con được thành người và tương lai tốt đẹp. Công ơn dưỡng dục sinh thành của ba mẹ vẫn luôn là một nét son đẹp nhất trong đời. Đây là tấm gương sáng mà người đã dành cho con cháu đời sau noi theo. Hình ảnh mãi mãi không phai nhòa bên cạnh đó trong tôi. Còn có một tinh thần, một hướng đạo sinh Việt Nam. Chúng tôi luôn tươi cười và hát khi gặp khó khăn hoặc nguy hiểm. Hướng đạo Việt Nam, khó khăn coi thường. Hướng đạo Việt Nam, buộc thiên soi đường. Luôn luôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng. Vâng, tôi sẽ rất kiên cường vượt qua mọi thử thách. Và đã và đang chờ. Xin biết ơn những huynh trưởng trong hướng đạo đã rèn luyện cho tôi một tinh thần phấn đấu và niềm hy vọng để sinh tồn. Người được phỏng vấn đứng lên từ chiếc ghế trước mặt người tùy viên di trụ Úc. Anh trực tự gọi tiếp danh sách nhưng vắng mặt. Bây giờ chỉ còn phải Đoàn Úc và bác thông dịch viên. Như một điều kỳ diệu, tôi không tin vào mắt mình. Tôi vuốt nước mưa trên mặt. Người tùy viên Úc vẫy tay gọi tôi vào. Tôi đứng như pho tượng, không nhấc nổi đôi chân. Bác thông dịch viên gọi tôi: "Cháu vào đây." Bừng tỉnh, mừng khôn xiết, tôi chạy nhanh vào văn phòng. Họ mời ngồi và tự giới thiệu tên. Tôi biết được người thông dịch viên tên Đào. Tôi không rõ là họ hay tên. Thế là cuộc phỏng vấn bắt đầu. Bác Đào bảo: "Cháu có biết tiếng Anh không?" "Thưa bác, cháu biết ít thôi." "Cháu sợ quá." "Cháu biết gì cứ trả lời, vì sẽ được nhiều ưu điểm. Lúc nào cũng biết bác sẽ giúp cháu." Bác rất ân cần và nhiệt tình, lời nói rất nhỏ nhẹ nên làm tôi hết lo sợ. Tại sao cháu đứng trong mưa? Tại sao ngày nào ông ta cũng thấy cháu đứng trước cửa văn phòng? Chờ đợi điều gì và chờ ai? Cháu muốn đi đâu? Tôi như người trên trời rơi xuống, chưa được phản hồn. Bác Đào tiếp: "Cháu trả lời đi." Bác Đào đánh thức cơn mộng của tôi. "Dạ, cháu chờ đợi vì cháu không có tên trong danh sách phỏng vấn đợt này." "Cháu muốn đi Úc. Cháu có 2 người chị ở đó đang làm bảo lãnh cho cháu." "Hai chị làm nghề gì? Ở tiểu bang nào? Có giấy làm bảo lãnh chưa? Có bằng chứng gì không?" Tôi vội đưa lá thư 2 chị tôi viết bằng Anh ngữ. "Hai chị biết sẽ dễ dàng khi gặp phải Đoàn Úc sang phỏng vấn." Sau khi đọc xong lá thư, họ bắt đầu phỏng vấn rất chi tiết lý lịch cá nhân và cả gia đình. Thình lình một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời. Người tùy viên Úc chỉ lên trời hỏi tôi: "Đó là gì?"
Đồng thời ông hỏi những vật dụng trên bàn. Tôi phải trả lời bằng tiếng Anh. Sau vài giây hồi hộp, ông nói với bác Đào. Bác nhìn tôi mỉm cười. Phải Đoàn Úc đã nhận cháu rồi. Tôi lặng người và nước mắt rơi. Một giấc mơ tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi thật không ngờ đời mình được diễm phúc như hôm nay. Tôi vừa khóc vừa cười. Vì sung sướng, tôi đứng lên cảm ơn bác Đào và phái Đoàn ra về. Suốt con đường về liều vừa đi vừa cười như một người điên. Và cảm thấy chưa có ngày nào đẹp như hôm nay, kể từ lúc tôi nhận thân vào cuộc đời ly hương. Chiều nay tôi âm thầm khui mãi hộp đậu và thức ăn được tiếp tế. Ngày nào cũng ăn, nên chỉ cần ngửi mùi là ai cũng phải sợ. Rửa sạch và nấu một nồi chè đại các bạn. Bảo tin vui, do tâm lý ai nãy đều công nhận nồi chè hôm nay vừa ngon lại vừa thơm. Không ai tin phải Đoàn Úc nhận tôi đi định cư là sự thật. Hai tuần sau, nhân viên văn phòng ban đại diện gọi danh sách những người được nhận làm thủ tục khám sức khỏe, trả liều lại cho ban nhà đất. Đúng một tháng, tôi được chuyển trại để chờ chuyến bay. Tại chuyện tiếp chúng tôi đến là trại sân gay Basi. Nơi đây vừa mới xây loại nhà tiền chế, phòng bổ người ở, thức ăn được nấu sẵn. Để giờ mang dụng cụ lạnh thức ăn. Giữa trại có một tivi chiếu phim cho xem. Chúng tôi được xe buýt đưa ra Kuala Lumpur để khám sức khỏe và được hướng dẫn đi ngân hàng đổi check. Ai cùng bạn sung sướng quá, nhưng càng sung sướng thì lòng tôi càng nhớ nhà, càng đau lòng nhiều hơn. Giờ đây tôi hiểu thật đầy đủ ý nghĩa lời của ba mẹ tôi nói: ở đời các con hãy nhớ, được như hôm nay đó là do phước đức ông bà để lại. Vậy theo đó mà nói gương, tôi là người hưởng rất nhiều phước đức của ông bà, cha mẹ đời đời không bao giờ quên lời dạy quý báu của ba mẹ tôi. Tháng 12, tôi có chuyến bay đi Úc. Tại phi trường Malaysia còn sớm, tôi được đi xem các cửa hàng. Tôi không quên người ân nhân Singapore ngày nào đã cứu mang tôi. Tôi mua một bót cạc gửi đến ông, viết lời cảm ơn và từ giả. Tôi rời Mã Lai đi định cư ở Úc. Ngày 6 tháng 12 năm 1979, chuyến bay Boeing rời Mã Lai đến Melbourne vào lúc 6 giờ sáng. Chuyến xe buýt đưa chúng tôi về Giltona Migrant Hotel. Người ta bảo đây là mùa ẩm, thế mà tôi lạnh run. Trời còn hơi sương. Và một buổi sáng thật yên tĩnh, một thành phố trong lành. Người Úc niềm nở hiểu khách thật dễ thương. Có thông dịch viên tiếp đón và ân cần cho biết sơ về nơi đây. Còn quá sớm nên chúng tôi được đưa về phòng ngủ. Trưa sẽ trở lại văn phòng họp để nghe điều lệ và thủ tục định cư. Hotel này ngày xưa là một trại lính gần bờ biển William Stout. Sáu đứa con gái độc thân ở một căn buồn, ba phòng ngủ, một phòng khách. Tiện nghi không thiểu, ngày ba buổi ăn trong căng tin. Có nhân viên quét dọn phòng, trải thay rắp giường. Điều quan trọng là họ đã tổ chức lớp học Anh văn. Không những thế, mà họ còn dạy cho chúng tôi biết thế nào là lịch sử văn minh của người Tây Phương, hướng dẫn từ cách ăn cách nói để hòa nhập vào phong tục và tập quán của người Úc. Chúng tôi không có khóa học tại hotel, nên sáng sẽ biết đưa chúng tôi đến trung tâm sinh ngữ ở Collingwood học. Ăn sáng xong, mỗi đứa nhận một bọc thức ăn cho phần ăn trưa. Đạt đặt chiều qua, đây là thời gian hiếm nhất để chúng tôi nhanh chóng hoàn tất khóa học toàn thời gian. Gia đình được ở trong hotel một năm, riêng độc thân thì 6 tháng. Sau khi trừ tiền ăn ở trong hotel, chúng tôi được lãnh một cái check $23 mỗi 2 tuần. Thực sự tôi chưa bao giờ ngờ rằng cuộc đời mình quả may mắn như thế.
người diêm túc thực tốt. Họ mang mình đến đây, họ lo từ vật chất đến tinh thần, càng nghĩ tới càng cố gắng vươn lên, cố gắng làm một người công nhân tốt, hầu đáp lại tấm chân tình họ đã cứu mang tôi và cả gia đình tôi. Năm 1981, vì lời cầu nguyện cho chuyện vượt biển bình an và cho cả tàu thoát hiểm, tôi đã xin được rửa tội vào đạo trong mùa phục sinh. Sau một năm học Anh văn, tôi ghi danh vào Đại học Royal of Melbourne Institute of Technology and Melbourne Technology College vì muốn có một nghề vững chắc hơn. Một mặt bảo lãnh ba mẹ tôi, nhưng vào lúc ấy bộ giới chủ cần điều kiện phải có việc làm, vội vã đi làm việc, tôi đã gác việc học lại. Ba mẹ được ra đi, đó là điều tôi hằng ao ước, được đảm bảo tình thương mà ba mẹ tôi đã hy sinh cho anh chị em chúng tôi. Tôi làm ca đêm cho một hãng cotton mill ở vùng Brunswick, dệt vợ phụ nữ không ngại gian khổ, chỉ mong sao ba mẹ được an hưởng tuổi già. Sau đó tôi xin làm một hạng khác ca ngày, cố làm hết sức mình cùng các anh chị lo cho gia đình. Ngoài ra phải trả lại số nợ ba mẹ đã vay cho tôi ra đi lần cuối cùng. Năm 1982 tôi lập gia đình. Năm 1983 chúng tôi được một trai, và năm 1989 có thêm một gái. Mùa phục sinh năm 1984, ba mẹ tôi đã đến Úc theo diện đoàn tụ gia đình. Đó là một niềm hạnh phúc nhất đời của anh chị em chúng tôi. Ước mơ của tôi đã thành sự thật. Xin tạ ơn đất trời đã ban hồng ân đến cho đời tôi. Cùng năm này, may mắn được trúng tuyển trong kỳ thi do Bưu điện Úc tổ chức. Công việc đã cho gia đình tôi một cuộc sống ổn định trên bước đường lưu vong. Món quà quý nhất trong xã hội mới mẻ này, ba mẹ tôi thường bảo, đất nước này, người dân này tốt quá, họ đã đem lòng nhân đạo để cứu mang chúng ta. Ba mẹ già rồi, không làm được gì nữa, bổn phận các con, hãy ráng làm để trả ơn giùm ba mẹ và dạy dỗ con cái của mình trở thành người hữu dụng mai sau cho nước Úc và đặt mặt cho người Việt Nam của mình nữa nghe con. Lời nhắc nhở này chúng tôi luôn ghi nhớ và cố gắng sống sát cho đảng làm người. Tôi không làm được gì hơn hết là hết lòng dạy dỗ tất cả con phải lấy nhân lệ nghĩa tín làm nền tảng cho cuộc sống. Và tôi luôn hy vọng mai sau chúng ta là người có đức, có tài, cùng góp một bàn tay giúp xây dựng đất nước này và mãi mãi không quên mình là người Việt Nam kiên cường, bất khuất. Tạ ơn đất trời rất vui mừng khi tất cả còn lại đều bình an và con cái thành công nơi xứ người. Kính thưa quý thính giả, trên đây ở câu chuyện vượt biên, chiếc thuyền chở 42 người xuất phát từ Rạch Sỏi vào tháng 5 năm 1979, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp hai tàu hải tặc Thái Lan tấn công cướp của và bắt phụ nữ Việt Nam trên thuyền. Thì đúng lúc có một thương thuyền của Singapore xuất hiện kịp thời và hải tặc Thái Lan phải rút lui. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.